U rắn giỏi thế làm gì? U đau đớn thế, sao không khóc cho thỏa lòng? Sao không gào lên như những người đàn bà trong xóm? Chiến tranh tước đoạt dần những người thân của tôi, lại còn tước cả cái quyền khi đau người ta không được khóc. Bác Vạn, sao bác lại khóc như trẻ con thế? Đi. Còn Hạnh, anh nó mới mất nên nó ở lại nhà nó mấy hôm. Mai tôi với ông cùng sang đấy thắp cho cậu Hà nén hương. Còn Nam Mô A Di Đà Phật, cầu trời khấn Phật phù hộ độ chỉ cho thằng Nghĩa nhà con. Nó có làm sao mà bà phải khấn? Khóc thì khóc đi. Uống nước này, anh sẽ tỉnh hơn đấy. Sang tôi bảo. Lão ấy đi báo tử khắp mọi nơi, không điên là may. Cứ đeo cái túi, ai cũng sợ, không dám tới gần. Sáng nay, lão ấy nhờ ông Bánh nhà tôi đem báo tử đến nhà nhân. Lão Bánh nhà tôi có biết sợ gì đâu, mà cũng không dám nhận. Nhà nhân ấy, chỉ còn thằng Hiệp. Thằng Tốn nó viết về là chúng nó sắp vào Nam. Hay là tôi lên đơn vị để xin nó về. Nó có làm sao thì tôi không sống nổi.